Hello xin mọi người và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay mình lại tiếp tục quay trở lại với Murder the Ron nha các bạn nha. Hôm nay chúng mình sẽ cùng đến với tập 6 nha các bạn. Trước khi vô video này mình năn nỉ các bạn hãy bấm nút like. Chỉ cần 3.000 lượt like thôi thì mình sẽ làm tiếp tập tiếp theo cho các bạn coi. Vậy cho nên là bấm like liền nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha các bạn. Bây giờ là tới thời khắc đọc bình luận của các bạn fan rồi. Cái gì đây? Video tập 5 của mình được 4.200 lượt like luôn các bạn. À được chứ, cảm ơn các bạn nhiều nha. Cái ngày nào mình năn nỉ bấm like thì mới bấm, còn bình thường kêu gọi không bấm like không ai bấm, kỳ thực sự. Nhớ bấm like đi kênh nhưng mà nghe hai cái đầu hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Gọi để đọc bình luận các bạn fan nào. Mai anh coi liền luôn đi, em muốn anh thấy cảnh cuối. Cảnh cuối là cảnh vui. Dạ chắc không vậy, em có lựa không vậy? No, God, please, no, no, no. Rồi anh mong là em sẽ nói ra Giang Thùy Thùy Giang nha. Rồi anh Jay gây chục gì gray, em thấy có chữ rợ cho nên không nhỉ. Chuẩn bị sắp ra tập 8 rồi, 23 tháng 8 đó anh hả? Dạ vậy cũng sắp ra thiệt rồi đó, mấy ngày nữa à. Cuối cùng thì anh cũng làm tập 5, chúc anh lên 4 triệu người đăng ký con em nhiều nha. Bạn Văn Nguyễn nha, bạn Ngọc Ba Minh Tú nha. Rồi bạn Tài Trần bình luận như nè: cuối cùng anh Jay cũng làm tiếp Murder Ron rồi, mãi là fan anh. Ok, nhóm lại đi kênh cho anh nha em. Rồi gì nữa đây? Great Việt Country Bone Mapping: cuối cùng thì anh Jay cũng làm tập 5, cảm ơn anh nhiều, mãi là fan anh. Fan anh nhớ bấm like nghe, chứ fan anh thấy xem chùa nhiều lắm. Làm tập 6 đi anh Jay, đẹp trai nhất thế giới. Ok bạn rip liking nha. Ok, mãi là fan anh Jay, em đã like và lý kênh cho anh rồi. Cảm ơn bạn Trịnh Ly, cảm ơn em nhiều nha. Nhìn em mà thấy đẹp trai rồi đó. Ok, gọi Trịnh Ly chắc con gái, bạn nhìn em thấy đẹp gái rồi. Ok tiếp tục nè. Anh làm luôn tập 6 đi anh fan, mãi là fan anh. Ok, cảm ơn bạn Gundam nha. Bạn Sir Robert ơi, xin lỗi vua lì đòn là các bạn ơi. Anh em like đi để anh Jay còn review tiếp. Ok cảm ơn em nha. Rồi một bạn cuối cùng: tập này là lấy lại ký ức cho N đó anh Jay Ray đẹp trai. Em xem hết Murder Ron, anh xem đến tập 7 đi, thú vị lắm anh. Và chúc anh một ngày vui vẻ. Và em chúc được 200 triệu người đăng ký ạ. Em đăng ký kênh anh rồi, like hết tập Murder Ron của anh luôn, mãi là fan anh, mong anh đọc được cái này ạ. Ok bạn Horror Freddy nha. Anh đọc cái này của em xong anh lẹo lưỡi luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng với vào video luôn nha các bạn. Nhớ lại đi kênh nha. Còn bây giờ let's go về Murder Ron, bắt đầu tập 6 nha. Ok các bạn ơi, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng vào tập 6 nha. Murder Ron Episode 6 Dead End là sao nữa đây trời. Dead End theo như mình dịch, theo như mình học tiếng Anh có nghĩa là một cái kết thúc chết chóc nha các bạn nha. Ủa là hồi nãy đứa nào kêu vui vậy trời. Thôi giờ vô coi nha các bạn. Rồi video này vẫn được làm bởi nhà làm phim Glitch Studio Production chứ hồi nãy bữa giờ gọi lộn không. Rồi vô coi các bạn ơi. Vụ gì đây? Ủa mình có gọi lộn phim vậy? Mình đi tắp biển mà hả? À cái này là cái màn hình tivi, màn hình máy tính nè các bạn à. Ôi gì ghê vậy? Hình như mình mới thấy con mắt màu trắng các bạn ơi. Đi làm mà còn gặp cảnh cúp điện này nữa, hù ma hay gì? Stop it. Get some help. Ủa sao anh này bị đứng yên rồi? Và mình nghe thấy tiếng nhạc. Ôi, có cái con mắt màu đen, màu trắng trắng kỳ, và đây có một cái chân, có cái chân, có cái móng vuốt các bạn ơi, có một cái đuôi nữa. Và bây giờ cô gái này đang muốn kéo người bạn The Ron của mình vô trong đây để bảo vệ. Kéo vô lẹ đi chị, kéo vô. Ui, hai con gì đây, nó xé ra xịt dầu tùm lum. Ui, hình như có đứa nào nó tới đây nữa kìa. Núp vô, núp vô, núp vô, chạy đi hả. Rồi bị bắn luôn. Vậy là cô gái đó đã lên đường và tất cả mọi thứ được camera quay lại. Và cái cảnh này mới là cảnh mình quan tâm nhất. Tessa bây giờ gặp lại N, gặp lại V và J luôn. Ôi trời ơi, gia đình hội ngộ nha các bạn nha. Tessa,
cao to đẹp trai. Bà nhỏ này là ai cắn luôn? Tại sao lại có con người ở đây vậy? Ồ, con người. Thứ kỳ này mệt mỏi lắm rồi. Trên hiệu quả được nhân bản nhiều hơn. Bữa có mấy bạn nói với mình á, là cái con Vi á, chính là cái con mà được nâng cấp đầu tiên nha các bạn ơi. Con Jay là con được nâng cấp đầu tiên nha các bạn nha. Đúng là cô rồi. Ủa, Jay hay Vi ta? Hình như là Jay. Mất khỏi trái đất chị đã bỏ chạy. Bọn chị cũng tách nhau ra rồi. Hành động cuối cùng của nó là đưa trôn đến các hành tinh ngoài hệ mặt trời. Tại sao? Có nghĩa là Tessa đã bỏ chạy các bạn. Đồ ngu. Ui, nhỏ này nó bỏ đi kìa, nhỏ tóc tím. Đó, cũng nhanh lẹ thật. Gọi con Jay dí theo các bạn ơi. Wow, bắn quá dữ, trời ơi, nổ tùm lum luôn à. Let's go. Ủa ơi, Tessa bắn ghê vậy. Tessa là con người mà quýnh ghê thiệt á. Rồi giờ nhỏ kia nó nhảy xuống khoảng không vũ trụ luôn rồi. Wow, trong phim này giờ nhiều người có cánh dữ. Bước 1, dọn dẹp khu vực đắp đất và xây dựng tháp nhọn. Bước 2, giao phòng thí nghiệm có biểu tượng này. Không có quá nhiều thông tin, nhưng nếu xin muốn phòng thí nghiệm, chúng ta sẽ phá hủy chúng. Con bỏ đó là chìa khóa để vào. Con bỏ là chìa khóa để vào phòng thí nghiệm. Neo tàu cho chị. Jay, neo tàu cho chị. Ui, chìa khóa đẹp dữ. Được thôi, thưa chị. Được thôi, thưa chị. Ui, có vẻ miếng này nó khá nghe lời Tessa. Tại sao liên quan đến con? Chuyện gì đã xảy ra vậy? Cô ấy. Chuyện xảy ra cô ấy. Cô làm chuyện gì đó với ba mẹ nó đi. Khiến ba mẹ nó bị nhiễm bệnh và di truyền cho nó. Ồ, nhiễm bệnh. Dạ. Chị nghĩ là nó đúng. Có đi không hả? Nhìn bà Tessa này khá là khó hiểu các bạn ơi. Hả? Nhưng mà có vẻ như là người phe tốt các bạn. Ui, mấy này đáp cánh xuống nhìn ngầu dữ. Trừ có Uzi ra. Ồ, Tessa được thanh niên En ẩm trên tay rồi. Vậy mà Uzi nó không ghen á ta. Như đầu ghen trời, bà chủ á. Liệu cái thang máy bí mật đó có nhãn tên không? Có nhãn tên không? Bây giờ đang đi tìm cái thang máy nha các bạn nha. Đi xuống cái phòng thí nghiệm. Vết cào cấu. Một bàn tay của con Murderon. Nguyên một đám luôn chứ phải một con. Đứa nào có thể ám sát được tất cả Murderon một lúc vậy? Chắc chắn là những con hồi nãy. Chắc là phải có biện pháp an ninh, nhưng mà để chống lại mấy đứa. Nhìn giống như toàn bàn tay cào của khủng long bạo chúa quá. Don't look. Đừng nhìn vào những đôi mắt của những con đó. Tại vì nếu mà nhìn vào chúng ta sẽ bị quay bị lắc đó các bạn. Nhỏ Uzi nó tính nắm tay thằng En các bạn à. Bà bạn thấy sao bị khùng á ta? Access deny. Bà kêu là cái này để chị xử lý cho. Cuối cùng cái đó in ra tờ giấy à, bạn không được đăng nhập vô. Nhục. Chắc gì? Chắc gì? Là phá hỏng kế hoạch của Sim. Và chuyện gì đã xảy ra với mẹ, phải không? Ừ. Mẹ là ai? Trời ơi, tội nghiệp những con Murderon này quá, nó đã bị lên đường rồi các bạn ơi. Thang máy bí mật. Secret Elevator. Rồi, theo như nguồn tin thì... Ui, một cái bẫy kìa, chị Tessa. Cái gì vậy, chị nói gì vậy? Chị Tessa bị lôi đi rồi kìa, cứu quả đi. Có tiếng con nít. Ủa, mấy con drone này của em bé nữa hả ta? Bắn đứa nhỏ đó ngay luôn. Không, nó ngay giờ luôn. Bắn luôn. Mày. Ủa, nó là hàng giả các bạn ơi, nó lừa thôi. Oh my god. Chưa. Tin vào nó là chết liền. Cái gì vậy? Một cái tay. Rút lại là chân nhện hả? Chào đám chân mặt đất.
chào đám dân mặt đất, có nghĩa là những đứa này là những đứa rôn ở dưới lòng đất, những đứa từ đáy sầu mình đi lên. Oh no, có chân giật điện. Tụi nó chế ra nhiều thứ đồ chơi mới có vẻ hấp dẫn á nhỉ. Rồi xong, ba đứa này bị bắt lại luôn rồi. Ủa cái gì mà nghe tiếng đâm đâm vậy ta? Tỉnh dậy Uzi. Uzi bị hư màn hình luôn rồi. Trời, nghe cái tiếng gì nó cứ đâm đâm ghê quá à. Chúng ta đang ở trong một căn phòng mà bị chói lại. Có rất là nhiều móng tay cào. Ây da, giật điện. Trời, trên đầu có cục 500 nữa. Và con nhỏ nó đang cầm cái rìu, nó đi. Làm gì vậy? Không làm hư các bộ phận còn tốt. Con nhỏ này nó có thở thích là đi sưu tập dây điện hả? Các bộ phận khác phải không? Ê! Đừng có... đừng có giết chỗ này! Đừng có giết con nhỏ bơi! À, dừng lại đi! Nếu chặt ả thì một con sâu gớm ghiếc sẽ xuất hiện. Một sự nâng cấp. Nếu chặt ả một con sâu thì xuất hiện, nhỏ này sợ không dám chặt đâu. Nhiệt độ khiến chúng suy yếu. Nhiệt độ khiến chúng suy yếu? Lần đầu tao làm đâu. Thì ra con nhỏ này đã biết cách chống lại tụi Murderon. Nhiệt độ chống giúp chúng bị suy yếu. Sức mạnh absolute. Ủa không dùng được hả? Cũng từng đối phó với phù thủy. Nhưng đã không gặp không hai kể từ khi cô ta bỏ mặc bọn tao chết. Chắc là mẹ của Uzi á. Ôi vậy con nhỏ này nó coi vậy mà nó mạnh ghê các bạn ơi. Nó biết được tất cả điểm yếu của Murderon cũng như là sức mạnh absolute, cách chống lại là như thế nào. Còn cách chống lại con người mà nó bỏ cái này vô là sai lầm nha các bạn nha. Con người sợ gì 500. Thằng em nó bị cưa mà nó cưa nhột quá. Có mấy thằng em nó không biết sợ là gì các bạn ơi. Làm tốt lắm bạn nhỏ. Em phê ai? Thử cưa chỗ đó chưa nữa. Thằng em này nó bị khùng đó ta. Không phải đâu, qua bên đây nè. Đúng rồi. Bố, con của Nori ở đây nè. Vũ gì vậy? Ê thằng em này nó bị khùng luôn các bạn. Người ta cưa bụng của nó mà nó kêu là cưa chỗ này nào mới chuẩn nè. Chỗ này nhiều máu nè. What? Lấy cục 500 ra. Làm gì vậy? Bye bye. Bye bye lại nữa. Cuối cùng cũng biết mật bài á. Ôi trời. Ô, chị Tết xa ngầu vậy. Vừa đi vừa nói nha. Gì vậy, sao ngầu với vậy? Sao lại biết mẹ tôi? Mẹ có ngầu không? Ê, sao lại biết mẹ tôi kìa, thấy không? Tệ phải không? Nhỏ này tính làm gì đây? Nhỏ này như con khùng vậy á. Về với mấy đứa kia đi. Về với mấy đứa kia đây. Nhỏ này nó dữ quá à. Ê, chị tới xa với nghe em thoát rồi kìa. Phải công nhận mày rất là giống mẹ của mày. Ngoại trừ đôi mắt màu vàng ra. Vậy là mẹ của... Ui, nó cắt ngón tay. Giỡn mặt lộn người rồi. Nó không cắt, có đâm vô luôn. Phải. Wait a minute. Chắc ả tưởng ra nỗi thương mọi người. Vậy là hay lắm. Nó cắt ngón tay của con Uzi. Sức mạnh absolute. Nghiêm túc mà nói. Trời ơi, đừng ngón tay rồi. Rồi, gớt ngón tay ra ngoài rồi đó. Yeah, bỏ chạy thành công. Chết rồi. Mình nghĩ là con này nó bị ép buộc phải làm theo ý của con màu vàng hồi nãy đó. Chắc là họ ở trong đó hả chị? Đừng lo, chúng ta sẽ cứu Vi. Sao bà Tessa này có vẻ bà rất là thoải mái nha các bạn nha. Mặc dù đang trong tình huống rất là căng thẳng nha các bạn. Và Uzi. Uzi, cứu Vi và Uzi. Muốn ngắm trên đất một chút không em? Muốn ngắm trên đất hả? Không có thời gian. Không có thời gian đâu chị ơi. Ủa trái đất gì vàng khè vậy? Trái đất đang bị gì sao vàng khè vậy? Chúng vẫn chưa rời khỏi đó đâu, đồ ngu. Nhỏ này nó dữ quá, nó chửi con kia luôn kìa.
Gọi Uzi. Sức mạnh Absolute hồi lại ngón tay. Cũng không thể vào phòng của chúng ta được đâu. Đóng cửa lại. Trời, cửa này bình thường với nghe mà nghe đấm mấy cái là lủng liền vậy. Nó đã thả quái vật ra. Hình như đây là quái vật mà nhìn vô. Nhìn tụi nó như là mấy con khủng long á các bạn. Đúng luôn nè. Nó cắn camera luôn. Giờ sao đây? Chai nước đã bị phá hủy từ bên trong. Lỗi năng lượng đã lùi ra ngoài. Bọn chỉ biết nó đột biến từ những con AI bị hư. Nó lấy xin làm vật chủ, rồi nó lấy đi tất cả. Con người ở đây chứng kiến những gì xảy ra ở hành tinh mẹ, tưởng là họ có thể hiểu được tình hình. Wait what? Đó là con xin. Chỉ là việc phát tán thêm. Vậy còn Uzi? Xin chính là em của thằng N, là cái con đầu tiên bị nhiễm vật, là vật chủ của cái con sức mạnh Absolute. Chị nhờ fan mình đấy. Sửa được phải không? Nên chị mới tới đây. Chị tới đây là muốn tìm ra các drone đã bị nhiễm. Khi chúng ta tới phòng thí nghiệm và tìm ra danh sách đó, chị cần em phải chọn cả vũ trụ thay vì một drone nhỏ bé, Anna. Trước khi con bé không còn là chính mình nữa. Là sao? Nhìn vô mắt nó là bị đứng hình đó, biết ngay. Cứu nó đi chị Tessa. Sao bà đứng yên vậy? Chị Tessa. Trời, mới đầu ron mà cũng không chống lại nổi mấy con khủng long kia. Xem đây, sức mạnh Absolute. Điều khiển mở cửa. En ơi, đừng có giết En, idol của tôi. Ra lệnh cho mày là một con chó ngoan, được không? Con người mà đòi ra lệnh mấy con này hả? Không si nhê. Ủa, tại sao nó không bị đứng hình? Tại vì ta là con người mà, ngu người. Nó cắn cái tay mà xịt máu luôn rồi kìa. Trời ơi, con người thì không thể nào hồi máu được đâu. What the hell? Ủa con nó thấy máu, nó tự đập đầu tự chết luôn đó bạn. Tụi nó muốn bật đèn cho chị Tessa bị đứng hình, nhưng mà chị Tessa không bị gì cả. Con nhỏ này nó ăn pin các bạn ơi. Sức mạnh của Uzi bắt đầu. Mắt màu vàng y chang người mẹ của Uzi. Mày chết rồi con ơi. Mày hả? Giỡn mặt với Uzi hả? Gọi xỉu luôn. Bây giờ là thời khắc của Vi xuất hiện. Vi đâu? Ê, mấy con này vô nó ăn hết. Hú được. Giúp tao với. Rồi xong luôn, đứng trước mặt luôn kìa. Đứng hình. Này thì chết, gậy ông đập lưng ông luôn. Bây giờ con drone nhỏ xíu ấy đang làm gì đây? Nó đang núp ở đây các bạn ơi. Nó có ăn của Uzi không ta? Con này nó cứu Uzi các bạn. Vi làm gì đó đi. Nó đã cứu con Vi. Thả con Vi ra. Xong rồi nó hy sinh các bạn à. Mình thấy chưa, mình nhìn nó của nó, mình biết nó là người tốt rồi. Nó đã bị dụ bởi con hồi nãy thôi. Vi làm gì đó đi. Trời, Vi sợ quá, nó chạy luôn bạn ơi. Mấy con này nó còn mạnh hơn con Vi hay sao nè. Hay quá, Vi nó né được các bạn. Đừng có nhìn nó là được rồi. Đừng có nhìn. Bắn luôn, đừng nhìn. Đúng rồi, nhắm mắt lại bắn. Rồi sao vậy? Vụ gì? Cái gì máu không vậy trời? Cái gì vậy trời? Ôi nhờ có sức mạnh Absolute mà cái con Uzi nó lại hồi vết thương nữa rồi. Dậy đi En. Đừng nói gì chứ, đừng làm gì cho Vi. Vi Uzi bị thương,
Chúng ta đi thôi. Chỉ có chàng Uzi bị thương. Nhưng mà nói là chỉ có thể điều khiển được lũ lính canh. Thì tất ra chúng không làm chị bị lỗi khởi động lại, nhưng mà chúng. Nhưng mà bây giờ cái người bị thương nặng nhất chính là bà Tessa đó. Bả là con người bị cắn vô tay, sao mà hồi được cái này của boss hồi được. Kệ chị. Anh. Kệ chị. Chị làm cho mọi đứa gặp nguy hiểm rồi. Chị vẫn chưa nói cho Vi biết chuyện đó mà. Biết chuyện gì? Nói gì vậy? Cái đầu của tôi. Anh. Còn sống là được rồi. Trời ơi. Trời ơi, tôi coi phim kinh dị chứ tôi có coi cơm chó đâu. Trời, vụ gì nữa đây? Mấy con khủng long này nói chuyện xe mắt màu đỏ rồi các bạn ơi. Làm sao nữa? Làm sao nữa? Chưa chết hay gì? Cái gì nữa vậy? Tôi biết. Ơi, có tiếng nhạc. Có tiếng nhạc. Những dấu chân mà có dầu, dính dầu. Làm cho mấy con khủng long này tò mò đi theo. Hold still, đứng đợi một xíu. Vụ gì vậy? À, đó là cái bẫy của con Vi. Chuẩn bị. You good, ổn không? Cậu ổn không vậy? Tôi ổn. Nói chuyện sao nha. Cái này thật là khó quá đi. Không có gì đâu. Hình như đang dụ mấy con này lại một chỗ và tiêu diệt luôn. Ủa làm sao nữa? Sao không bắn luôn cho rồi? Ủa mấy người này tính đi đâu vậy ta? Trời, phim này coi tò mò quá. Con nhỏ tóc tím, nó làm gì đứng ở đây nữa? Nó chưa vô được trong cái phòng kia hả? Cái con gián nó kêu là hãy đặt nó lên cái chỗ kia để mở cửa. Đó là bị. Không. Từ từ Vi ơi, từ từ bình tĩnh. Cái gì? Nó kêu con Vi từ từ bình tĩnh, nó dùng sức mạnh absolute. Cái đó còn ghê hơn. Ê. Chị xong rồi nè mấy đứa ơi, mấy đứa là mệt quá à. Trời, bà lấy con dán qua xoay dán chóng mặt luôn các bạn ơi. Vi là rất là thích dùng dao với lại dùng súng nha. Trời, ai này nắm tay nữa. Gì vậy trời? Vậy là bây giờ con Uzi với thằng em thích nhau hả các bạn? Nắm tay mà đổ mồ hôi. Vậy thì con Vi tính sao đây? Wait a minute. Con Vi phải đi trước bảo vệ. Vô. Ghê quá. Đừng hẹn hò với robot của chị. Robot. Ghê quá. Không được quay hết. Con mới ghê đó, đồ xấu tính. Trời, sao Uzi nó chửi dữ vậy? Con nhỏ tóc tím còn sống. Bây giờ nó bị cái gì vậy? Nó chỉ lừa thôi anh em ơi. Mọi người chạy vô cái đừng cửa đóng lại bây giờ. Trụ nhỏ tím nó chạy nhanh chưa kìa các bạn ơi. Làm sao nữa? Uzi làm gì đó đi. Nó nhảy xuống dưới luôn rồi, bởi cửa đóng lại. Thang máy cũng đã dập vô đầu mấy người này. Ồ, hên quá, không có chúng. Nhưng mà những con khủng long lại tới nữa. Trời ơi, mọi người đừng có để nó bận vô mắt nha. Máu bắn tung tóe khắp nơi là sao nữa? À, có nghĩa là tụi robot này nó sẽ không được phép làm hại con người. Vì vậy khi mà nó thấy máu chứng tỏ một chuyện nó đã làm sai. Mà nó đã làm sai thì nó phải dừng lại. Đúng vậy? Không, hình như không phải đâu bạn ơi. Hình như bây giờ nó đòi giết bà Tessa thiệt các bạn ơi. Bây giờ nó ăn máu nhiều quá, nó thèm máu rồi. Quẩy nào chị Tessa. Ủa, kiếm đâu rồi? Uzi, dừng lại. Đừng dừng xuống mạnh nó nữa. Ôi, quá thành nguyên phân. Quá thành nguyên phân.
bả quăng máu ra bả dụ. Chị ơi, con Vi lấy cái móng nó chụp viên đạn lại xoay. Trời ơi, nhìn nó đã thì cái chứ. Mày hả bự, mày dám lấy súng của chị bắt trước chiêu hay gì? Em đánh trúng không? Em đánh trúng không? Trời ơi, con Vi nó bị cận đó bạn ơi. Quỳ quánh được cái tay luôn. Trời ơi, cô Uzi nó sổ sức mạnh khủng khiếp quá các bạn ơi. Nó không kiểm soát được. Lẹ lên, vô thang máy nào. Ê, còn con Vi nữa. Vi nhanh lên, Vi đừng quýnh lộn nữa. Vi vô đi. Quỳ quánh, con quánh của này lại chi nữa vậy bà nội. Dậm cho mày chết luôn nè. À, bắn luôn các bạn ơi. Từ từ. Rồi xong thang máy nó tuột luôn. Ủa thang máy bây giờ nó kéo lên chứ mày nó tuột. Dầm. Bể mất kiến. Nè. Ôi thôi xong rồi, thôi xong rồi. Chúng tôi cần cô bây giờ. Ừ xin. Ê. Tôi tin cô. Không. Vi. Anh nè. Vi hy sinh vì đồng đội rồi các bạn ơi. Trời, là ông Vi chết chưa? Ngay bây giờ các bạn hãy bình luận và thứ ơi các bạn phía dưới cho anh biết nha, là mơn ai đó hay bình luận là con Vi chưa chết đi mà, đúng không? Trong các bộ phim mà không thấy xác chết tính tỏ là chưa chết nha các bạn, đúng không các bạn? Rồi nếu không tôi khóc bây giờ nghe. Nhớ cho video này một nút like nha. Những bạn nào tới với kênh của mình thì đừng quên hãy nhớ bấm nút đăng ký phía dưới nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video ngày mai. Còn bây giờ thì mình bye bye.